Xin chào tất cả các bạn, mình là Blue Horizon và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái hộp EQ từ Minimal Audio ha. Đầu tiên thì dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ định về default và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng. Cái này thực chất sử dụng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một cái band mới như mọi cái EQ khác thôi, ví dụ mình tạo cái band này chẳng hạn. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có thể thay đổi nó bằng cách là chúng ta dùng những cái thành phần của nó ở dưới này ha. Rồi chúng ta có thể đổi cái kiểu của nó thành ví dụ như cái kiểu pitch chẳng hạn. Đây, mình sẽ để cái kiểu pitch như thế này ha. Rồi sau khi các bạn thay đổi nó tùy thích bằng những cái ở dưới này, các bạn thấy ở đây, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách, đó chính là chúng ta sẽ tạo một cái đường cho nó chạy ha. Giống như các bạn cứ tưởng tượng là các bạn vẽ đường cho xe chạy vậy đó. Rồi bây giờ khi mà các bạn nhấn vào đây, các bạn thấy cái hình cái tay này không? Chúng ta sẽ di qua phải một tí thì các bạn sẽ thấy cái hình dấu cộng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giữ chuột trái ở cái chỗ hình dấu cộng này, chúng ta sẽ kéo nó qua. Ví dụ mình sẽ kéo nó qua đây chẳng hạn. Rồi thì bây giờ khi mà các bạn cho nó chạy nè, vẫn không có gì xảy ra đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái nút mà gọi là cái nút mọt nè, thì các bạn sẽ thấy cái EQ này nó chạy. Đây, mình sẽ dùng chuột mình làm cho các bạn xem thử. Rồi, một cái điều hay hơn nữa là chúng ta có thể thay đổi cái đường này thành đường cong như thế nào tùy thích ha. Ví dụ mình thay đổi thành đường cong thế này ha. À, các bạn cũng có thể tiếp tục quay tới đây. Các bạn lại quay qua cái hình dấu cộng nè, các bạn lại di chuyển nó về đây chẳng hạn. Rồi, cái này mình làm nó cái hình như thế này. Tiếp tục, chúng ta lại có thể chúng ta quay về cái vị trí cũ như thế này. Rồi, mình có thể mình điều chỉnh thêm cái đường nó thành một cái đường cong như thế này. Các bạn thấy bây giờ nó sẽ thành cái hình như thế này ha. Chúng ta có thể cho nó chạy và bật morph. Và dĩ nhiên rồi, một cái EQ thì nó không chỉ có một band đúng không? Bây giờ mình sẽ thiết kế thử cho các bạn nhiều cái band khác. Đây, bây giờ ví dụ mình thiết kế cái band thứ hai màu xanh chẳng hạn. Cái band màu xanh mình sẽ cho nó chạy như thế này chẳng hạn. Band màu xanh mình cho nó chạy như thế này ha. Rồi, xong mình tạo thêm một band nữa ở dưới này. À, mình sẽ cho nó chạy như này chẳng hạn. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta bật lại ha. Ngoài ra thì còn có một số cái thay đổi macro nữa, ví dụ như cái shift này nó sẽ đổi qua trái qua phải ha. Bây giờ ví dụ mình để cái shift ở bên này chẳng hạn, các bạn sẽ chuyển hết cả tất cả các band của nó qua bên phải luôn. Có một số cái khác, ví dụ như cái pin chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để phối hợp những cái này lại ha. Bây giờ các bạn nhấn vào cái nút trên này cho mình để bật automation ha. Các bạn sẽ di cái này, di cái này, di cái này, tổng cộng là ba cái ha, để chúng ta có thể phối hợp lại những cái này lại với nhau. Các bạn có thể thêm cái scale này chẳng hạn này. Có thể thêm ngay cả spread luôn, 5 cái. Rồi bây giờ mình sẽ create automation clip ha. Tổng cộng nó sẽ hiện lên 5 cái như vậy. Bây giờ mình sẽ vẽ một chút, vẽ nhanh thôi. Rồi để cho các bạn thấy cái sức mạnh thật sự của cái này nha các bạn. Đây. Như các bạn thấy thì đây là một cái EQ rất là tuyệt vời cho cái việc thiết kế âm thanh ha. Hy vọng các bạn thích video này, hãy để lại một like, một subscribe, để lại nút chuông thông báo để nhận được những cái video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn trung thu vui vẻ nha.